đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Trấn Thành kiếm tiền khủng nhưng chỉ được vợ bỏ ví 5 triệu một ngày, Harigon lên tiếng nói rõ sự thật. Những chia sẻ xung quanh vấn đề tiền bạc sau khi kết hôn với Trấn Thành của Harry khiến dân tình quan tâm. Với lối nói chuyện duyên dáng, khả năng làm chủ sân khấu và rất đa tài, Trấn Thành được coi là một trong những nghệ sĩ chạy show nhiều nhất nhì trong VBIC. Mặc dù nam MC chưa từng lên tiếng tiết lộ số tiền cụ thể kiếm được mỗi ngày, tuy nhiên dựa vào tần suất anh xuất hiện trên TV và li lịa tậu đồ hiệu vui chơi sang chảnh cũng đoán được con số này không phải dạng vừa. Dù kiếm tiền khủng, tuy nhiên Trấn Thành thường xuyên than vãn vì bị vợ quản hết, mỗi ngày chỉ được bỏ ví 5 triệu đồng. Cho đến mới đây, khi có mặt tại một chương trình truyền hình, Harry đã có những chia sẻ liên quan đến chuyện tài chính sau khi về chung nhà với Trấn Thành. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, trong một năm đầu kết hôn, cô không hề đụng tới bất kỳ đồng nào của chồng, ai làm người đó tiêu. Sau một năm nhận thấy chồng tiêu xài quá nhiều, Harry Won mới có đề nghị. Nói chung, để có một gia đình êm ấm thì người phụ nữ phải chịu khó, chắc bóp tiền, còn người đàn ông phải đưa tiền cho vợ. Tôi bắt đầu nói chuyện với chồng rằng tôi muốn phải đưa tiền cho tôi giữ để làm cái nọ cái kia. Những cái tôi làm chỉ giúp tiền của anh đẻ ra thêm thôi, chứ không mất đi đồng nào. Tôi cũng không có nhu cầu lấy tiền của chồng tiêu xài cá nhân. Theo Harry Won tiết lộ, do Trấn Thành biết vợ tiết kiệm nên an tâm giao hết tiền cho cô quản lý. Nói về việc nắm tài chính trong gia đình, Harry Won cho biết cô và chồng rất minh bạch trong chuyện tiền bạc và khẳng định tiền của Trấn Thành vẫn là của Trấn Thành. Cụ thể, Harry Won nói, toàn bộ tiền chồng đưa tôi vẫn để ở tài khoản tên Huỳnh Trấn Thành, chứ không phải Harry Won. Tôi làm như vậy để chồng thấy rằng số tiền trong tài khoản không hề bớt đi, mà ngày một tăng rất nhanh. Từ đó anh ấy mới tin tưởng tôi, thậm chí còn gửi lời cảm ơn tới tôi. Còn tiền của tôi lập tài khoản riêng. Cách quản lý tiền trong gia đình của Harry Won khiến khán giả và nhiều đồng nghiệp phải ủng hộ và thi nhau học hỏi. Harry Won lập một tài khoản mang tên Trấn Thành và gửi hết tiền chồng đưa vào đó. Bản thân Harry cũng lập một tài khoản riêng để giữ tiền cá nhân. Không chỉ thế, Harry Won bật mí trong số tiền cá nhân, mỗi tháng cô sẽ chỉ cho mẹ ruột một khoản để bà chăm chút bản thân. Bà xã Trấn Thành cũng tỏ thái độ rất là tức và đau lòng vì thấy mẹ ruột không chịu tiêu xài cho cá nhân mà chỉ mua sắm cho chồng, cho con. Một phần trong thu nhập cá nhân Harry Won dùng để phụng dưỡng mẹ già. Cách quản lý tài chính sau khi kết hôn của Harry khiến nhiều chị em phải học hỏi.